Cháu Quân xin chào tất cả quý ông bà các chú anh chị. Chào mừng tất cả quý ông bà các chú anh chị đã tiếp tục quay trở lại với nội dung mới tiếp theo trên kênh Bản Em. Một ngày mới có chúc tất cả quý ông bà các chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay thì anh Lực lại có việc bận, thì hôm nay con tự chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của con. Hôm nay anh không xuống được thì con chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của con. Thì hôm nay thì con lại ra và giúp nhà chú, giúp nhà bác mà hôm trước mà bác cùng con để mà cuốc bừa ruộng. Bây giờ thì mời tất cả quý ông bà các chú anh chị sẽ theo dõi hết video. Bây giờ thì con sẽ ra bên kia cấy trước một tí, đợi nước bên kia xong rồi con cày ruộng của nhà con sau. Bây giờ thì trên chỗ con thì cũng chuẩn bị cấy, có nhà thì cấy đã xong rồi. Bây giờ con sẽ ra và cùng các em bên kia để cấy các bác ạ. Anh ra cấy bên kia trước nha. Cấy từ đầu bên kia ra. Đầu bên này thì các em hơi ngại. Con sẽ cấy từ đầu bên kia ra các bác ạ. Nhà của con thì mạ chắc là năm nay không đủ đâu, thì ra giúp nhà chú đi hộ đi làm thuê, thì nhà ai mà thừa mạ thì lại lấy về trồng của nhà con. Nhà con hôm trước gieo thì bị chết các bác ạ. Hôm nay thì nhà chú thì cũng không có nhiều người đâu. Hôm nay chú cũng đi làm thuê thì cấy của nhà họ xong, chú lại về nhổ mạ của nhà chú, cấy của nhà chú thì mới được một ngày. Nhà của chú thì chắc là hôm nay thì chỉ cấy được một thừa này thôi. Chắc là đến thứ hai nhà chú lại cấy tiếp. Xong con về cùng chú mà cấy. Lúc nào mà cấy của nhà chú xong, nếu mà thừa mạ thì lại tiếp tục lấy mạ của nhà chú mà cấy của nhà con tiếp các bác ạ. Xung quanh chú của con thì cũng có rất là nhiều người, nhiều nhà trồng được các bác ạ.
Như mấy ngày hôm nay thì ở nhà con cũng không đi theo được anh Lực rồi. Như mấy ngày hôm nay thì ở nhà cũng cấy. Mà ở nhà không phải nhà con cấy đâu, thì nhà ai cấy thì con phải đi lấy công. Lúc nào mà nhà con cấy thì mới có người cùng để đi cấy. Nếu mà không giúp thì lúc nào mà cấy thì một mình cấy thì nó hơi lâu. Như ruộng của con thì nếu mà nhiều người thì cũng không cần lấy một ngày đâu các bác ạ, chỉ lấy một buổi thôi xong rồi. Con sẽ cấy một chút nữa, nếu mà nước bên kia đầy thì con sẽ ra bên kia mà để cày. Xong ngày mai là con phải đắp bừa ruộng cho xong cô bác ạ. Đắp bừa xong chỉ cần mà đợi mối mạ để trồng thôi. Hôm nay thì con cũng cày, thì chú cũng ra mà giúp, mà chú cũng ra giúp hộ mà đắp. Bây giờ con sẽ ra bên kia mà xem mà được nước đủ chưa. Nếu mà nước đủ thì con sẽ cày, xong đợi ngày mai đắp bờ ruộng xong chắc là xem là nhà ai mà cấy thì con lại phải mà đi giúp. Con lại phải đi giúp, lúc nào cấy thì mới có người để mà cùng cấy, không là một mình cấy thì lúc nào cũng không xong được đâu cô bác ạ. Đấy, còn như ruộng của nhà con ở trên này thì hôm trước đầu bên kia thì gặt xong rồi, còn đầu bên này thì hơi xanh, vẫn còn chưa nên gặt đâu, chắc phải sang tuần thì mới gặt được rồi cô bác ạ. Vừa ra thì nước cũng sắp đủ rồi các bác ạ. Bây giờ phải ở đây đợi nước một chút nữa. Sang năm nay thì nhà con được cấy nhanh hơn các bác ạ. Bởi vì là được bà bé mua cho cái máy cày, thì có cái máy vào thì nó làm nhanh hơn. Còn nếu mà con trâu thì đến bây giờ thì vẫn còn chưa xong đâu. Của cái máy vào thì bây giờ thì cũng chỉ đợi nếu mà nước đầy đủ với lại mạ mà cao đầy đủ thì sẽ làm chỗ này thì chỉ mất một ngày thôi các bác ạ.
Nước thì vẫn chưa đủ đâu, bây giờ con sẽ phải ngồi đây đợi nước một chút đã. Lúc nào mà đủ nước thì con sẽ cày. Lúc đấy thì cày từ đầu bên kia ra thì thả nước từ thừa này đi, cày bên kia thì thả nước từ đầu bên này đi, xong bây giờ lại đến thừa này lại phải thả nước từ bên kia ra rồi. Bây giờ lại phải đợi. Còn lúc đấy thì cái thừa này thì cũng có nước nhiều, xong thả ra bên kia thì cày bên kia xong thì bên này lại hết nước, bây giờ lại phải đợi nước. Bây giờ thì nước cũng đã đủ rồi, bây giờ con sẽ cày cày luôn. Thì một tí nữa một mình mấy đi vào cày nhanh hơn các bác ạ. Nếu mà lấy con trâu thì nếu mà cày chỗ này thì chắc cũng phải mất gần mà 3 đến 4 ngày. Bây giờ năm ngoái thì con cũng lấy con trâu cày, lấy con trâu cày thì cày hai chỗ này đến đâu bên kia thì cũng được 5 ngày rồi các bác ạ. Con trâu thì nó không như mấy cây, nhưng mà còn như mấy cây thì nắng cũng mà đi cày được, như con bò thì nắng thì phải dùng ở nhà rồi, nắng quá thì mình lấy đi cày thì nó cũng sợ chết nắng. Còn như tuần ấy thì cày lúc nào cũng được. Cái thửa này thì hôm trước còn chưa đắp đường ruộng thì bây giờ chỉ cần cày mấy cày bút bên vừa cái số mà đắp đường ruộng được đó là bây giờ cày đi hai vòng đi bên cửa bên kia tiếp ba. Cày ruộng thì người con hơi bẩn một chút các bác, thì mong các bác sẽ thông cảm cho con, bởi vì là đi làm là lúc nào cũng quần áo đều bẩn hết. Bây giờ cày vòng này đến bên đầu bên kia xong tôi về thì lại phải đợi cái thừa bên này rồi, phải đi đợi thừa bên này lúc đấy là lấy thả vào thừa đắp cày, bây giờ lại phải
giờ đến vụ này thì hơi bận, đến vụ này thì bận rất là nhiều. Thì con đã cày bên kia xong rồi, bây giờ còn đợi búi bên này nữa, nước vẫn chưa đầy. Lúc đấy
Nhà mình mấy bác. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.